Kịp rồi chưa? Kịp rồi. Cứ.
tao khỏe luôn anh em ạ. Pin này, xem nó đầy chưa nhé. Rồi đầy 100% rồi, nó sẽ trở không cần sạc sẵn cả. Bên này cũng vậy, hai cục này mà nếu mà mình dùng một cái điều hòa 1 kg thì là tầm được 10 tiếng, có khi còn hơn anh em ạ. Nào, hai bạn đừng chú ơi. Lên đây. Ui, ui da.
Từ nhá, từ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh này. Ơ lỗi của đồ. Ơ đồ này chơi này. Ôi trời. Ôi được không? Đừng có bay ra đây. Đi giữ đây. Ui trời ơi. Chỗ hai chân núi giờ. Ui trời ơi, hai anh em đi sang một chỗ đi. Hai anh em đứng sập mái giờ. Đi nhẹ nhá. Cái mái hiên này hơi yếu hơn mái sau anh em ạ. Mái sau nó khỏe hơn. Wow. Mấy cái phụ kiện này để gắn chặt điện lượng mặt trời vô. Chúng ta sẽ bắn cái này vào mái như thế này anh em ạ. Kiểu như thế này này, một cái này. Đây cái này đúng không? Đúng rồi đấy. Xong cái này, cái chỗ này anh em nhớ vào đúng cái đường gân. Chấm thứ hai. Quay cơn mưa cho là chuộng. Ui, quay kéo cái nhẹ nhàng máy rồi đấy. Ui, cơn mưa to nha bạn. Thôi thôi, căng rồi đấy. Nhanh.
Được chưa? Kia nhá, được không? Xong cái ốp này anh em ạ, còn mỗi cái nắp của cái tủ điện thôi.